và anh chị em đến với kênh Hút Phúc Cuộc Sống. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Bạn biết gì về vấn đề linh đồng, cầu cơ, nghề phù thủy, bùa ngải, ma thuộc đen? Những cách mà người ta bỏ bùa với những ảnh hưởng cùng những vật lạ liên quan đến vấn đề này. Nguyên nhân vấn đề tự tử những hiện tượng bàn ghế tự nhảy múa hay những vật gì đó trong nhà tự chuyển động, những bóng ma, những ngôi nhà bị quỷ ám. Cách phân biệt giữa người bị tâm thần với người bị quỷ nhập. Mục đích chính yếu của các con quỷ. Các con quỷ hù dọa người trừ quỷ. Những vấn đề trên đã được giải đáp thỏa đáng với nhà trừ quỷ lừng danh người Ý. Ngài đã có rất nhiều kinh nghiệm và đã cho xuất bản nhiều sách về ma quỷ. Cho đến năm 2010, Ngài đã xử lý hơn 70.000 trường hợp liên quan đến vấn đề này. Mời bạn đọc cuốn sách nổi tiếng Nhà trừ quỷ kể truyện của Ngài Gabriel Amor. Qua đó, bạn sẽ biết được những bí ẩn sau những hiện tượng như vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, ma quỷ có thể gây tổn hại gì cho người sống. Có quá ít sách vở nói về chủ đề này và thiếu từ ngữ thông dụng. Bây giờ tôi sẽ cố gắng định nghĩa các từ mà tôi sử dụng trong sách này. Hoạt động thông thường, đây là việc cám dỗ, đó là hoạt động thông thường nhất của ma quỷ và nó trực tiếp chống lại hết mọi người. Khi Chúa Giêsu cho phép Satan cám dỗ Ngài, ngài đã chấp nhận thân phận nhân loại của chúng ta tôi không có ý nói đến loại nỗ lực thông thường này của ma quỷ vì mục đích của sách này là làm nổi bật hoạt động ngoại thường của satan chỉ xảy ra nếu chúa cho phép loại thứ hai này có thể mang sáu hình thức khác nhau thứ nhất đau đớn thể lý bên ngoài do satan gây ra chúng ta biết về điều này từ nhiều cuộc đời của các thánh. Chúng ta biết thánh Phaolô thánh giá, cha sở họ ác, cha Pio Nam giấu và nhiều vị thánh khác đã bị ma quỷ đánh đập. Hình thức hành hạ bề ngoài này không ảnh hưởng đến linh hồn. Do đó, với loại này không bao giờ cần đến việc trừ quỷ, chỉ cần cầu nguyện. Ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh đến những loại hành động khác trực tiếp liên quan đến các nhà trượt quỷ thứ hai quỷ nhập điều này xảy ra khi satan hoàn toàn chiếm trọn thể xác không chiếm linh hồn nó nói và hành động mà nạn nhân không biết hoặc không đồng ý do đó nạn nhân không mắc lỗi luân lý đó là hình thức trầm trọng và đáng chú ý nhất trong các tai ách do ma quỷ gây nên và nó đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim ảnh như bộ phim Nhà trừ quỷ. Theo cuốn nghi thức trừ quỷ, một số dấu hiệu quỷ nhập bao gồm nói các thứ ngôn ngữ, có sức mạnh ngoại thường và tiết lộ điều chưa biết. Người đàn ông ở Garasa là một thí dụ rõ ràng bị quỷ nhập trong phúc âm. Ấn định một kiểu mẫu cố định cho hiện tượng quỷ nhập là một sai lầm nghiêm trọng tai họa quỷ nhập đưa tới hàng loạt những triệu chứng và sự ác liệt. Chẳng hạn, tôi đã trừ quỷ cho hai người bị quỷ nhập hoàn toàn. Họ hoàn toàn thinh lặng và bất động trong suốt thời gian trừ quỷ. Tôi có thể kể ra nhiều thí dụ khác và nhiều triệu chứng khác nhau. Thứ ba, quỷ hành. Nhiều triệu chứng từ rất nặng cho đến cơn bệnh nhẹ. Nạn nhân không bị ám, không mất ý thức không nói năng lạm nhảm. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều thí dụ về sự quỷ hành, trong đó có trường hợp ông Gióp. Ông ta không bị quỷ nhập, nhưng bị mất hết con cái, của cải và sức khỏe. Người đàn bà trắc nết và người đàn ông vừa căm vừa điếc được Chúa Giêsu chữa lành không phải là những người bị quỷ nhập hoàn toàn, nhưng có một sự hiện diện ma quỷ gây nên sự phiền phức thể lý. Thánh Phaolô chắc chắn không bị quỷ nhập, nhưng ngài đã bị một cơn hành hạ của ma quỷ khiến ngài phải sầu muộn. Lại sợ rằng sự cao siêu về các ơn mặc khải tân bốc tôi, nên Chúa đã cho tôi cái gai xác thịt, tức là sứ giả của ma quỷ để soi mói tôi. Như vậy, không còn hồ nghi gì về nguồn gốc xấu xa của những cơn sầu khổ. Trong khi ngày nay, tương đối hiếm có trường hợp bị quỷ nhập chúng tôi lại phải bù đầu với rất đông đảo những người bị ma quỷ đánh vào sức khỏe nghề nghiệp hoặc những mối quan hệ chúng tôi cũng cần phải nói rõ việc chẩn đoán và chữa lành một trường hợp bị hành liên quan đến bệnh tật thì không dễ hơn chút nào so với việc chẩn đoán và chữa cho một người bị quỷ nhập toàn phần mức độ nghiêm trọng có thể khác nhau nhưng sự khó khăn trong việc chẩn đoán và số thời gian dành để chữa lành thì cũng như nhau thứ tư quỷ ám triệu chứng bao gồm những sự lên cơn đột ngột trong lúc đó tư tưởng bị ám ảnh đôi khi trí khôn ra đờ đẫn và dĩ nhiên là nạn nhân không thể tự giải thoát cho mình được do đó người bị quỷ ám thường xuyên phải sống trong tình trạng quằn quại tuyệt vọng và cứ trực tự tử. hầu như sự quỷ ám luôn ảnh hưởng đến những giấc mộng. một số người sẽ cho đây là những trường hợp bị bệnh tâm thần cần có sự giúp đỡ của các bác sĩ tâm thần hay các nhà tâm lý học. người ta có thể nói tương tự như thế về tất cả các hình thức của hiện tượng quỷ ám. tuy nhiên một số triệu chứng khác hẳn với những cơn bệnh đã được biết đến, cho nên chắc chắn là có nguồn gốc do ma quỷ chỉ có người chuyên môn và có cặp mắt tin tường mới có thể xác định được những dị biệt chủ yếu thứ năm quỷ phá những sự phá phách ảnh hưởng đến nhà cửa đồ vật hoặc xúc vật sách này sẽ chỉ nêu lên chủ đề tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ không bao giờ dùng từ này khi nói về con người tôi sẽ luôn luôn nói về hiện tượng quỷ nhập quỷ hành và quỷ ám. Thứ sáu, quỷ điều khiển. Người ta rơi vào hình thức xấu xa này khi họ tự nguyện thần phục sa tan. Hai hình thức thông thường nhất của sự tùy thuộc này là ký máu ăn thề với ma quỷ và hiến mình cho sa tan. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ mình khỏi tất cả những sự xấu xa này? Sự giải thích chặt chẽ của sách nghi thức chỉ hạn chế hướng dẫn cho những trường hợp bị quỷ nhập thực sự. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước, sách nghi thức hiện nay không đáp ứng được nhiều trường hợp để nhà trừ quỷ chẩn đoán một ảnh hưởng tai ác. Trong tất cả các trường hợp mà không phải quỷ nhập, những biện pháp thông dụng để có được ân sủng là đủ. Những biện pháp đó là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, làm phước bố thí, sống cuộc sống khi tơ hữu tha thứ cho kẻ xúc phạm và cầu xin sự trợ giúp của Chúa, Đức Mẹ, các thánh và các thiên thần. Bây giờ tôi sẽ nói một ít lời về các thiên thần. Tôi vui mừng chấm dứt chương nói về ma quỷ, kẻ thù của Đức Kitô bằng cách nói về các thiên thần. Các ngài là những đồng minh vĩ đại của chúng ta. Chúng ta mắc nợ các ngài nhiều lắm và thật là sai lầm vì chúng ta hiếm khi nhắc đến các ngài. Mỗi người trong chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh, một người bạn trung thành nhất trong các người bạn đi theo chúng ta 24 giờ mỗi ngày, từ khi hoài thai cho tới khi qua đời. Ngài không ngừng che chở chúng ta cả thân xác lẫn linh hồn, trong khi chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới ngài. Chúng ta cũng biết rằng mỗi quốc gia cũng có một thiên thần đặc biệt canh giữ và có lẽ mỗi cộng đoàn hay mỗi gia đình cũng có một vị. Mặc dù hai trường hợp sau chúng ta không chắc chắn cho lắm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng các thiên thần thì rất đông và họ ao ước giúp đỡ chúng ta còn hơn cả Satan ước muốn phá hoại chúng ta. Kinh Thánh thường nói cho chúng ta về sứ mạng mà Thiên Chúa đã ý thoát cho các thiên thần của Ngài. Chúng ta biết tên của các vị thủ lãnh thiên thần là Đức Mike Giữa các thiên thần có một đẳng cấp dựa trên tình yêu, được hướng dẫn bởi trí tuệ thần linh. Trong ý chí của trí tuệ thần linh đó mà chúng ta tìm được bình an. Như thi sĩ Dante nói, chúng ta cũng biết tên của hai đức tổng thần khác, Gabriel và Raphael. Ngụy thư thêm tên vị tổng thần thứ bốn là Uriel. Kinh thánh chia các thiên thần thành chính phẩm các quản thần các quyền thần các ngai thần các lãnh thần các dũng thần các thiên thần các tổng thần và cuối cùng là các luyến thần người tín hữu nào sống trong sự hiện diện của chúa ba ngôi và chắc chắn có sự sống ấy trong mình thì cũng biết rằng mình cũng có một người mẹ người mẹ riêng của thiên chúa không ngừng trợ giúp mình người ấy biết rằng mình luôn luôn có thể trông cậy vào sự trợ giúp của các thiên thần và các thánh do đó làm thế nào người ấy cảm thấy cô đơn bị bỏ rơi hoặc bị quỷ hành hạ được trong đời sống của tín hữu vẫn có đau khổ vì đó là con đường thánh giá cứu đội chúng ta nhưng không có chỗ cho thất vọng người tín hữu luôn luôn sẵn sàng làm chứng cho mọi người về niềm hy vọng đang nâng đỡ họ hiển nhiên là người tín hữu phải trung thành với Thiên Chúa và phải sợ tội. Đây là nền móng sức mạnh của chúng ta như Thánh Doan đã nói. Chúng ta biết rằng phạm ai được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy và ác thần không đụng đến người ấy được. Nếu đôi khi sự yếu đuối làm chúng ta xa ngã, chúng ta phải lập tức trỗi dậy, cầu xin lòng thương xót Chúa, sám hối và sân tội